Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà hiện đại 3 tầng với chủ đầu tư là gia đình chú Nguyễn Trọng Tài ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Một trong những phong cách được ưa thích nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất đó chính là phong cách hiện đại modernism. Có những người cho rằng nó đi ngược lại với những tiêu chuẩn được cho là chuẩn mực của các công trình cổ điển trước kia. Có người lại thích thú bởi sự cá tính độc lạ và ấn tượng thị giác mạnh mẽ mà phong cách này mang lại. Dù thế nào đi chăng nữa thì không ai có thể phủ nhận rằng phong cách hiện đại ngày càng được ưa chuộng và được nhiều gia chủ lựa chọn cho tổ ấm của mình. Qua bản vẽ phối cảnh 3D ngôi nhà chú Nguyễn Trọng Tài thành phố Hà Nội, chúng ta dễ dàng nhận ra đây là một công trình mang hơi thở hiện đại rõ nét. Làm sao để nhận ra điều này? Quý vị hãy nhìn ngắm những hình khối vuông vức, tươi mới, những mảng tường ốp đá trẻ, ốp tấm smartwood vân gỗ được sắp xếp gây ấn tượng mạnh về thị giác cho người xem. Một điểm ấn tượng không thể bỏ qua của công trình đó chính là màu sắc, nổi bật với những gam màu trung tính như là màu trắng, màu ghi, màu gỗ đều là những gam màu được quý khách hàng rất ưa chuộng trong thời gian gần đây, rất đẳng cấp. Ngôi nhà chú Tài có chiều rộng là 7m, chiều dài 10,6m, diện tích sử dụng mặt sàn của một tầng rơi vào khoảng 70m², diện tích đảm bảo về công năng của công trình. Một lưu ý cho quý vị mà Nhật An luôn phải nhắc đi nhắc lại ở mỗi công trình, đó chính là diện tích sử dụng và diện tích xây dựng là hai khái niệm khác nhau, cần phải phân biệt rõ. Diện tích sử dụng được tính theo quy định của Bộ Xây dựng là tổng diện tích các phần chính như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cộng với diện tích phần phụ như là ban công, nhà vệ sinh, nhà kho. Còn diện tích xây dựng thì được tính bằng diện tích sử dụng cộng với diện tích khác như là phần móng, mái, sân, tầng hầm. Vậy nên diện tích xây dựng sẽ luôn luôn lớn hơn so với diện tích sử dụng. Quý vị hãy ghi nhớ điều này khi làm việc với các kiến trúc sư nhé. Một sự khác biệt rõ ràng giữa công trình nhà chú Tài và rất nhiều ngôi nhà khác mà chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị đó chính là nhà chú Tài không sử dụng mái Thái hay mái Nhật thường thấy mà sử dụng mái bằng. Mái bằng giúp tô đậm thêm phong cách hiện đại của ngôi nhà. Bên cạnh về vấn đề thẩm mỹ thì mái bằng còn giúp gia chủ tận dụng không gian từng mái để có thể sinh hoạt, có thêm sân chơi hoặc nhà kho vô cùng tiện ích. Với kết cấu bê tông cốt thép thì mái bằng luôn thách thức thời gian, đặc biệt là với khả năng chống chịu với các điều kiện tự nhiên tốt hơn hẳn những loại mái khác. Dàn hoa cũng là một điểm nhấn của ngôi nhà, mang đến cảm giác lãng mạn và mềm mại hơn cho một công trình có phần cá tính. Dàn hoa được chăm sóc trồng những cây leo, hoa leo sẽ giúp phủ một mảng xanh cho công trình, từ đó che nắng cho các thành viên khi sinh hoạt ở khuôn viên bên dưới. Có rất nhiều chất liệu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn làm dàn hoa cho ngôi nhà của mình, ví dụ như là gỗ nhựa composite, gỗ tự nhiên hay thậm chí là bê tông. Ở đây nhà chú Tài sử dụng là thép sơn tĩnh điện có màu giả gỗ. Bên trên thì có lớp kính cường lực, rất hài hòa với phong cách ấn tượng của ngôi nhà. Quý vị có thể thấy rõ là hệ thống cửa sổ, một số cửa đi, nhà chú Tài đều được lắp đặt cửa nhôm hệ sinh pha phù hợp với phong cách hiện đại của công trình. Nhôm sinh pha có nhiều dòng khác nhau như là nhôm sinh pha sản xuất tại Việt Nam, nhôm sinh pha nhập khẩu từ Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ, hay là nhôm hệ sinh pha 55, nhôm hệ sinh pha 93, vân vân. Mỗi dòng sẽ có quy cách và giá thành khác nhau tùy theo lựa chọn của gia chủ. Ban công được lắp kính cường lực, một thiết kế ngày càng được ưa chuộng cho nhiều ngôi nhà ở Việt Nam. Nhiều người vẫn còn e ngại về độ an toàn thì quý vị hãy yên tâm. Kính cường lực luôn đảm bảo an toàn mà vẫn tối ưu về thẩm mỹ vì kính cường lực có độ dày và khả năng chịu lực gấp 5-6 lần so với kính thông thường.
Bên cạnh đó thì ban công kính cường lực còn giúp cơi nới không gian đáng kể so với những ban công bằng gỗ hoặc sắt. Nhờ đó dù diện tích vẫn như thế nhưng gia chủ hoặc các vị khách khi đến chơi sẽ cảm giác ngôi nhà rộng và thoáng hơn rất nhiều. Sảnh chính nhà chú Tài không sử dụng hai cột hiên tách biệt hai bên mà thiết kế là dãy cột hiên sơn giả gỗ ở một bên, tạo nên một góc nhìn khá lạ mắt cho những vị khách khi đến thăm nhà. Cửa chính bốn cánh chất liệu gỗ kết hợp kính an toàn, tăng thêm vẻ sang trọng cho công trình. Những gia chủ miền Bắc thường ưa chuộng chất liệu gỗ lim Nam Phi, còn những gia chủ miền Nam thường chọn gỗ căm xe của Lào. Ngoài ra để tiết kiệm chi phí thì cửa thép phân gỗ cũng là một lựa chọn mà quý vị có thể cân nhắc. Bậc tam cấp được ốp đá granite màu ghi vân mây bền cứng, đảm bảo vững chắc cho một khu vực làm nhiệm vụ quan trọng là đón tiếp tất cả mọi người khi bước chân vào căn nhà. Tam cấp tượng trưng cho thiên địa nhân, theo thuyết tam sinh tương ứng. Tam cấp khi được thiết kế tốt về phong thủy sẽ mang đến tài vận thuận lợi cho gia chủ. Tiến vào khu vực bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về công trình qua những bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Phòng khách nhà chú Tài có diện tích 23,8m², vô cùng rộng rãi. Dựa vào mặt bằng lát sàn có thể thấy là sàn được ốp gạch vân mây màu trắng. Đây cũng là loại gạch được sử dụng xuyên suốt ở những không gian khác như là phòng bếp, phòng ngủ. Vì phòng khách là gương mặt đại diện cho ngôi nhà nên tuyệt đối không nên có cảm giác u ám ngột ngạt mà cần phải tươi sáng và thoải mái. Một lưu ý về phong thủy phòng khách đó chính là phòng khách không nên bị chia tách, sẽ dễ khiến gia chủ rơi vào tình trạng cô độc. Quý vị có thể thấy là trên bản vẽ kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế vô cùng phù hợp. Tầng 1 nhà chú Tài có một phòng ngủ rộng 12,5m², có thiết kế một cửa sổ lớn để lấy gió và sáng vào bên trong. Khu vực nhà vệ sinh chung được ốp gạch màu ghi chống trơn, tách biệt khu vực tắm đứng thành không gian riêng, giúp cải thiện về diện tích cũng như là tận dụng được về công năng. Một thành phần không thể bỏ qua bất kỳ công trình nhà cao tầng nào đó chính là cầu thang. Dù vào bản vẽ chi tiết cầu thang, có thể thấy là bậc cầu thang ốp đá granite mặt đen cổ trắng, tay vịn gỗ lim Nam Phi, lan can kính cường lực giúp cơi nới không gian. Để tiết kiệm diện tích thì cầu thang được thiết kế một vế. Không chỉ về công năng mà cũng rất cần quan tâm về vấn đề phong thủy của cầu thang. Bậc dưới chân của cầu thang không nên hướng ra ngoài cửa, tránh hiện tượng cầu thang thoát tài. Ở đây nhà chú Tài đã thiết kế rất là hợp lý. Tầng 2 nhà chú Tài có một phòng sinh hoạt chung 8,6m, bố trí cửa mở ra một ban công thông thoáng. Tầng 2 có hai phòng ngủ diện tích lần lượt là 12,5m², 14m² và một nhà vệ sinh chung. Tất cả không gian được thiết kế hợp lý đúng theo mong muốn của gia chủ. Tầng 3, tầng cao nhất ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ nữa có diện tích là 12,2m², một nhà vệ sinh chung và đặc biệt là một sân phơi rất rộng có thể tận dụng làm nơi thư giãn cho các thành viên của gia đình chú Tài. Dựa vào bản vẽ mặt đứng căn nhà có thể thấy là chiều cao từ cốt 00 đến đỉnh mái là 10,8m, chiều cao từ sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, chiều cao từ sàn tầng 2 đến sàn tầng 3 là 3,6m. Thường chiều cao này là những con số chia hết cho 3, đảm bảo thoải mái sự sinh hoạt các thành viên gia đình. Đó là toàn bộ công trình nhà chú Tài ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hy vọng sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay thì quý vị đã có thêm những ý tưởng thiết kế mới cho riêng mình. Hãy liên hệ ngay với Mark Home qua số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mark Home nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.